Anh tên là Lê Vũ Huy, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1990, được biết đến với nghệ danh là Lâm Vlog trên mạng xã hội. Anh cố gắng cho đam mê, từng làm việc sáng trưa chiều tối. Anh là người con quê ở Bình Dương, không độc lạ mà đổ giọt mồ hôi. Anh sinh ra trong một gia đình vốn rất nghèo và rất khó khăn. Anh phải nghỉ học từ lớp 11, bước ra cuộc đời lo lấy cái ăn. Anh từng trải qua đủ mọi nghề, từ phụ hồ đến hàn cửa sắt. Cuộc sống vất vả nhưng bên cạnh anh luôn có người thân. Anh làm thêm lập trình trang web, kiếm tiền phải thức trắng hàng đêm. Biết quý đồng tiền năm 2016, anh làm YouTube mong kiếm được thêm. Nhưng nợ nần nó lớn dần lên, anh như con thuyền xô khỏi bến. Anh thuê nhà trọ và cố gắng mà ngày xưa chẳng ai nhớ nổi tên. Anh làm nội dung sinh tồn hoang dã, rồi ẩm thực từ nhỏ đến to. Với dáng người gầy gầy mảnh khảnh, nhiều khi cũng thấy ốm ho. Vì tương lai anh kiên trì, dẫu là gì cũng không từ bỏ. Hôm nay anh thành công vang dội, nói về tiền bạc có cả kho. Sinh ra từ hoàn cảnh nghèo khó, giờ anh có 10 triệu subscribe. Anh đi quay nơi đây nơi đó, cuộc sống vui vẻ đâu thua kém ai. Anh không phải là người đa tài, chỉ đơn giản là vượt trong gai. Là người làm content sạch sẽ, mọi thứ anh để chế độ công khai. Tương lai anh sẽ còn vang xa, vì những nội dung anh cuốn hút mang giá trị cho cộng đồng. Mặc kệ khi nắng gió mưa phùn, anh không cần ồn ào ầm ĩ. Làm việc từ sáng cho tới hoàng hôn, anh đâu quan tâm bận rộn. Đam mê nó cháy ở trong tâm hồn. Có những khi lên rừng xuống bể, có những lúc phải chịu nắng mưa, anh vẫn cùng bạn bè thực hiện phiêu lưu ngày tháng mặc kệ nắng trưa. Có những khi một nhóm thật đông, có lúc về chỉ 3-4 đứa. Anh âm thầm và luôn giản dị, lúc bây giờ vẫn như lúc ngày xưa. Không nổi tiếng như sao hạng A, không được ví như con người ta. Anh chỉ làm nội dung âm thầm một mình, lặng lẽ những nẻo đường xa. Những điều anh làm cho các em, yêu thiên nhiên mà không sa ngã. Anh không khoe cuộc sống riêng tư, cũng không khoe xe, cũng chẳng khoe nhà. Anh đã có vợ rồi, kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim Châu. Vợ của anh làm nghề dạy học, cuộc tình bình dị không giống phim đâu. Khi cuộc sống ai cũng bay cao, cũng có thêm những thứ mưu cầu. Còn anh thì lặng lẽ ngôi sao, hàng ngày chăm chỉ như chú đen vâu. Chúc anh đạt được nhiều thành tích, mang lại thành tựu cho gia đình. Anh làm còn vì cả cộng đồng lớn, chứ đâu chỉ mỗi cho riêng mình. Động lực hàng ngày đi lên là một niềm tin kiên định. Anh chỉ thầm mong sau này lớp trẻ sẽ có động lực như mình. Sinh ra từ hoàn cảnh nghèo khó, giờ anh có 10 triệu subscribe. Anh đi quay nơi đây nơi đó, cuộc sống vui vẻ đâu thua kém ai. Anh không phải là người đa tài, chỉ đơn giản là vượt trong gai. Là người làm content sạch sẽ, mọi thứ anh để chế độ công khai. Tương lai anh sẽ còn vang xa, vì những nội dung anh cuốn hút mang giá trị cho cộng đồng. Mặc kệ khi nắng gió mưa phùn, anh không cần ồn nào ầm ĩ. Làm việc từ sáng cho tới hoàng hôn, anh đâu quan tâm bận rộn. Đam mê nó cháy ở trong tâm hồn.